Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình truyền hình trực tiếp Sức khỏe và cuộc sống với chủ đề điều trị tận gốc bệnh đau lưng không cần phải phẫu thuật. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp cùng với phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa bác sĩ Ngọc, đau cột sống lưng là một bệnh xương khớp mà Thi Liệu thấy là rất là phổ biến ngày nay luôn. Hầu hết mọi người đều gặp phải trong một cái giai đoạn nào đó của cuộc đời mình, đúng không ạ? Như vậy thì không biết là đau cột sống lưng có phải là thoái hóa cột sống không ạ? Hay là do nguyên nhân nào khác gây nên thưa bác sĩ? Chào Thúy Liễu và chào quý vị khán giả. Chúng ta nói tới là chương trình đau lưng, mà đau lưng thì thông thường ở trong cuộc đời của chúng ta thì ai cũng phải trải qua hết, nhưng mà bệnh nặng hay cái mức độ đau nặng hay nhẹ đó là tùy vào cái cơ địa của mỗi người và tùy vào cái tình trạng lao động của họ đã làm sao, hoặc là do cái nguyên nhân từ bên trong, do cái vấn đề thoái hóa hay là những cái vấn đề gì khác. Thông thường thì đau lưng đó là do thoái hóa thì đó là hiển nhiên rồi. Mà thoái hóa thì chúng ta biết rồi, hầu như tới độ tuổi thì ai cũng thoái hóa. Nhưng mà đối với những người trẻ tuổi thì sao? Thì nó cũng có rất là nhiều nguyên nhân nữa. Chẳng hạn như là khi chúng ta mà đau lưng mà đau dữ dội, đau ở vùng thắt lưng không thôi, thì mình nghĩ ngay tới vấn đề là thoái hóa, những cái bệnh lý nhẹ. Nhưng mà đau lưng mà nó có cái dấu hiệu như là lan xuống cái mông, cái đùi, đau xuống cái bắp chân và tê bàn chân chẳng hạn, vậy thì nó đau lưng do cái thoát vị đĩa đệm. Mà nó gây chèn ép vào cái dây thần kinh á, vào rễ thần kinh L3, L4, L5, người ta hay còn gọi là thần kinh tọa, rất là dân gian thôi hay còn gọi là thần kinh tọa, nhưng mà thực sự nó là dây thần kinh hông to, dây thần kinh lớn nhất trong cơ thể của chúng ta, nó đi từ lưng và xuống chân của mình, mà do chèn ép từ cái lưng cho nên nó mới ảnh hưởng xuống cái chân. Đó là nguyên nhân do cái thoát vị đĩa đệm. Và còn nhiều nguyên nhân nữa, như chẳng hạn như gai cột sống. Gai cột sống thì thông thường nó mọc ở phía trước và mặt bên, nhưng mà có một số trường hợp là gai cột sống nó mọc ở phía sau, đường đi của cái dây thần kinh nó chèn ép vào cái dây thần kinh, nó cũng ảnh hưởng xuống cái chân của mình. Còn nhiều nguyên nhân khác như là chấn thương chẳng hạn, nó dẫn tới cái vấn đề là trượt cái đốt sống nè, hoặc là gãy hay là xẹp đốt sống chẳng hạn, thì nó cũng gây ra cái vấn đề là gây đau cột sống thắt lưng. Cho nên là đau lưng nó có nhiều nguyên nhân lắm, đặc biệt là những người mà người ta chụp ra người ta không bị gì hết. Người ta bên trong xương không bị thoái hóa, không bị gai, không bị thoát vì đĩa đệm. Đó là nó bị phần mềm là do đau lưng, do căng cơ. Đó là trường hợp nhẹ thôi. Những trường hợp nhẹ đó thì mình có thể tập thể dục ở nhà, có những cái bài tập cho những cái bệnh nhân đối tượng mà đau cột sống thắt lưng đó thì nó cũng sẽ hết. Nhưng mà nếu mà không hết thì mình điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu chừng vài ngày hoặc là tuần hay tuần là nó cũng sẽ hết hẳn. Tại vì nó chỉ là đau lưng do căng cơ thôi. Như những gì bác sĩ chia sẻ thì rõ ràng bệnh đau lưng nó gây ra bởi rất là nhiều nguyên nhân, đúng không ạ? Và đó, chúng ta phải nên là tìm được cái gốc là đau lưng do đâu thì chúng ta mới có cái phác đồ điều trị, phương hướng điều trị. Dạ. Và tiếp theo Thúy Liễu xin được giao lưu cùng với bác sĩ Thọ. Thưa bác sĩ Thọ, được biết là hiện tại ở phòng khám của chúng ta thì có rất là nhiều bệnh nhân đến điều trị bệnh thoái hóa cột sống lưng. Như vậy thì khi mà bệnh nhân đến đây thì thường là ở giai đoạn nào ạ? Và bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết là những cái biểu hiện ban đầu của bệnh thoái hóa cột sống lưng là gì không ạ? Xin chào quý vị khán giả đang xem đài. Xin chào MC Thế Liễu. Thật sự là khi mà những cái người bệnh nhân mà tới phòng khám hoặc là khi đi điều trị thì cái mức độ đau của cái vùng cột sống lưng thì rất là nặng rồi. Có thể là họ có thể đi khám từ trước, thì họ khám ở cái những cái nơi mà nó không đúng cái chuyên khoa, thì uống thuốc hay gì đó nó sẽ giảm, nhưng mà cái tình trạng nó sẽ hết thuốc, khi hết thuốc thì nó sẽ bị đau lại. Khi mà như vậy thì gặp những cái bệnh nhân như vậy thì đau nhiều, hạn chế cái vận động, có thể là bị yếu chân hoặc là yếu tay do có vấn đề về chèn ép bên cột sống cổ hoặc là chèn ép cột sống thắt lưng. Thì qua đây thì tôi sẽ trình bày những cái rõ hơn về cái triệu chứng của vấn đề bị cái vấn đề đau lưng. Có thể là mới đầu là mỏi lưng, rồi mình chỉ cần ngồi lâu một xíu thì mình sẽ thấy mỏi nhiều. Có thể qua ngồi lâu quá thì nó sẽ đau, hoặc là nghe cái dấu hiệu gọi là tiếng đau, tiếng kêu, tiếng lào xào khi mà mình xoay cái cột sống. Hoặc là vào buổi sáng thì mình sẽ thấy cứng khớp, mình sẽ vận động một xíu thì cột sống nó mới được vận động được tốt hơn, thì cái tình trạng đau nó sẽ đỡ hơn.
Thì ngoài ra nếu mà để tình trạng lâu quá thì nó sẽ dẫn tới có những cái biểu hiện khác hơn, có thể là bị đau, mà đau lan như mà theo xuống cái vùng lưng, xuống vùng mông, có thể xuống vùng chân của mình. Thì đó là những cái dấu hiệu rất là rõ. Và cái giai đoạn tiếp theo có thể là tới vấn đề là tê, cũng tê dọc từ trên mông xuống dưới ngón chân. Đó là những cái dấu hiệu và những cái triệu chứng mà những bệnh nhân gặp phải. Vâng, cảm ơn bác sĩ Thọ. Quý vị thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Sức khỏe và cuộc sống với chủ đề là điều trị đau lưng tận gốc không cần phải phẫu thuật. Và ngay bây giờ thì quý vị hãy nhấc máy lên và alo về cho chương trình để được giao lưu trực tiếp với hai chị bác sĩ của chúng tôi. Tiến Liễu xin nhắc lại số điện thoại quen thuộc của chương trình, đó là 0272 3833 833, và hai số đường dây nóng 0906 700 345, 0282 236 9898. Và bây giờ thì Tiến Liễu xin được tiếp tục giao lưu với bác sĩ Ngọc. Thưa bác sĩ Ngọc, qua thực tế tại phòng khám điều trị xương khớp á, thì chúng tôi thấy là nhiều người trẻ hiện nay thì cũng bị đau lưng. Nhưng mà trước đây thì khi mà đau lưng á, thì chúng ta thường nói đến là những người lớn tuổi, những người già mới bị đau lưng thôi. Không biết là cái tình hình này như thế nào ạ? Dạ, thì cái đau lưng á, mình chỉ nghĩ ngay những người trung niên. Trung niên với lớn tuổi đổ lên thì lúc đó là quá trình xương nó bị thoái hóa rồi, nó bị lão hóa rồi, là do là cái tình trạng mà xương của mình nó có cái để mà nó hình thành được là quá trình tạo xương và hủy xương. Trong khi chúng ta còn trẻ thì quá trình mà cái tạo xương nó nhiều hơn quá trình hủy. Nhưng mà khi chúng ta ở cái lứa tuổi thanh niên, thiếu niên đó, trung niên á thì bắt đầu nó đã cân bằng rồi. Nhưng mà khi mà lớn hơn xíu nữa là cái quá trình mà hủy xương nó nhiều hơn, trong khi quá trình tạo xương nó ít lại, cho nên là xương nó dễ bị thoái hóa nè, có khi là dễ bị loãng xương nè. Đối với phụ nữ mà ở lứa tuổi mãn kinh á, khoảng 40 mấy 50 thì nó dễ tới cái vấn đề là loãng xương nữa, thì cái thoái hóa nó càng nhiều, nó càng tới dẫn tới vấn đề loãng xương. Cho nên là những cái người mà trung niên hay lớn tuổi đau lưng đó là chuyện mà mình thấy hầu như 10 người là 8-9 người, là chứ đừng nói là 5 người, 10 người mà 5 người đau lưng không có, là 8-9 người là họ cũng đã đau lưng rồi. Còn đối với những người trẻ tuổi, thanh thiếu niên, hoặc là ngay cả những em mười mấy tuổi, nó cũng có thể là đau lưng gặp nhiều lắm. Tại vì do do cuộc sống của chúng ta hiện nay nè, là do cái công nghiệp hóa nhiều nè, hiện đại hóa nữa, là những em á, ngay cả tôi thấy là còn trẻ lắm mà ở vô cái phòng game á, ngồi chơi cả ngày cả đêm, người ta vẫn hỏi chứ cái cơ của mình nó đòi hỏi là làm phải nghỉ. Ví dụ ban ngày là chúng ta hoạt động, ban đêm chúng ta phải nghỉ, mà ở đây các em ngồi ngày ngồi đêm luôn thì biểu sao không đau lưng đau cổ. Ngay cả những người em còn sinh viên ngồi giảng đường, ban ngày thì đi ngồi trên đó học, rồi đi về đi làm thêm, rồi đi học nữa. Vì cuộc sống của chúng ta bây giờ nó đòi hỏi là phải nhu cầu nó cao á, cho nên là dẫn tới đau nhiều. Còn đối với những công nhân thì người ta, đối với những em trẻ đó, công nhân trẻ thì làm rồi tăng ca đó, thay vì bây giờ mình làm một ngày 8 tiếng theo quy định thì bây giờ làm thêm, tăng ca thêm đó, do cái công việc đó, thì ngồi càng lâu thì dẫn tới cái vấn đề là cơ làm việc quá sức. Mà cơ làm việc quá sức thì nó, cái gì mà quá mức thì không tốt. Giống như xe của chúng ta mà đi xe đúng tải thì không sao, mà đi quá tải thì sau này xe nó sẽ mau hư đó. Con người của chúng ta cũng vậy, chúng ta làm việc mà quá mức thì sau này tất cả các cơ quan trong cơ thể của chúng ta luôn, nó cũng làm việc quá mức thì nó sẽ dẫn tới nó mau thoái hóa, nó mau xuống cấp hơn so với những người mà người ta làm việc đúng tiếng. Và đối với những em còn trẻ nữa là do cái vấn đề về về như tai nạn cũng có nè, chấn thương cũng có nè, hoặc là chấn thương trong thể thao. Đối với những em trong học đường là chấn thương trong thể thao, là tập thể thao quá gắng sức á, quá mức. Còn đối với những em trẻ nữa là do các cái tư thế ngồi trong cái học đường. Chẳng hạn như bây giờ là tôi thấy là hồi xưa là cái lứa tuổi phát triển nó bình thường, có bây giờ là nghĩa phát triển quá mức đi, quá nhanh, do mình đầy đủ chất rồi, các em phát triển quá nhanh, là cái bàn đó các em á, cao cũng ngồi bàn đó mà thấp cũng ngồi bàn đó, rồi riết cái là các em phải nhóm nhìn, hay là phải từ cao quá cao đi, dẫn tới cái vấn đề là về cuộc sống trong học đường.
Đó, nó có nhiều nguyên nhân lắm, đau lưng nó có nhiều nguyên nhân, và cột sống nó cũng gây ra tình trạng đau lưng nữa. Hoặc là những cái bệnh lý bẩm sinh như là viêm cột sống dính khớp nè, hoặc là những cái gai đôi cột sống nè, nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề là đau lưng ở cái giới trẻ rất là nhiều. Dạ, như vậy thì đau lưng đưa, xem ra là chúng ta không thể nào coi nhẹ được không ạ? Không phải chỉ là ở người lớn tuổi không, mà ngay cả người trẻ thì ngày nay cũng đang bị rất là nhiều. Xin cảm ơn bác sĩ Ngọc ạ. Tiếp theo xin được giao lưu cùng với bác sĩ Thọ. Thưa bác sĩ Thọ, như bác sĩ Ngọc phân tích thì đau lưng nó rất là nhiều nguyên nhân và nó cũng khá là nguy hiểm ở cả người lớn tuổi lẫn là người trẻ luôn. Nhưng mà Thiếu Liễu thấy thường khi mà người ta đau lưng á, thì người ta hay hay cho qua lắm. Ví dụ như là đau lúc này rồi cái ráng qua cơn đau cái là thôi. Cho nên là cái mức độ đau nó càng ngày nó sẽ càng nhiều hơn. Như vậy thì Thế Liễu muốn hỏi rằng là nếu mà để một thời gian dài lâu như vậy không điều trị á, thì nó có ảnh hưởng như thế nào hay không ạ? Về cái vấn đề này thì đa số bệnh nhân thì khi mà gặp những cái gọi là nặng thì mới đi khám, thì cái đó là một cái sai lầm. Thì nó khi mà thường mà khởi phát ra đau lưng thì chúng ta biết thì nó chỉ đau ê ẩm theo một cái giai đoạn nào đó, thì nó đau âm ỉ xong rồi nó sẽ chuyển qua giai đoạn đau liên tục, hoặc là chuyển qua giai đoạn mà chèn ép đẻ, chèn ép và sẽ bị tê xuống vùng chân, mà cái vùng định khu cái cột sống thắt lưng chi phối. Thì ở đây á, thì mình sẽ biết được là cột sống khi mà nó chèn ép thì nó sẽ làm cho cái tình trạng chi phối cái vùng cơ dưới chân, khi mình không điều trị lâu thì nó sẽ bị yếu, bị teo cơ. Đó là một cái mức độ rất là nguy hiểm. Khi mà nó bị yếu teo cơ thì nó làm cho cái vận động của mình nó sẽ hạn chế, đặc biệt là ở chỗ ngay bàn chân thì nó sẽ bị liệt, nó làm cho cái dấu hiệu là mang dép nó sẽ bị rớt xuống. Đó là một cái dấu hiệu rất là đặc trưng. Về ngoài ra có thể ảnh hưởng tới cái nếu mà không điều trị mà đúng nơi đúng chuyên khoa thì nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề tiêu tiểu, nó làm bí tiểu, có thể là kiểm soát tiểu không tốt. Thì đó là những cái vấn đề rất là nguy hiểm. Khi mà gặp những cái vấn đề đó thì sẽ ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng tới cái vấn đề ăn uống, ăn không ngon, ngủ không được, thì ảnh hưởng tới tiếp theo là có thể là về công việc, làm việc không có được tập trung. Thì đó là những cái nguy hiểm cho đối với bản thân. Đó là còn ngoài ra còn sẽ là những cái vấn đề về những cái chi phí mà nhà nước phải bỏ ra hàng năm. Đó là những cái rất là hậu quả mà nghiêm trọng của cái vấn đề đau lưng mang lại. Dạ, đối với căn bệnh nào cũng vậy, thì liệu nghĩ là khi mà phát hiện sớm chúng ta nên điều trị càng sớm càng tốt đúng không ạ? Có khi là chúng ta còn phòng trước khi là phải đi chữa nữa đúng không? Vâng, thưa quý vị, và thông qua số điện thoại 02723833833, chúng tôi đã nhận được tín hiệu giao lưu của vị khán giả đầu tiên. Xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối máy cho chúng tôi gặp ạ. Tôi tên Võ Văn Hoài, ở Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh. Mình cái đau lưng xong giờ nằm cũng đau lưng, mình đứng dậy cái đi không có được, mà giờ nằm phải có cái gói gì chim cái lưng lên nhá, nó im còn không nằm, nằm mà không chim gói đau quá. Tao cũng hỏi bác sĩ nó là chứng bệnh điều trị kiểu làm sao. Dân xin cảm ơn anh Võ Văn Hoài đã alo về cho chương trình. Và với câu hỏi này thì xin mời bác sĩ Ngọc tư vấn cho anh. Trường hợp của anh á, thì mình đã đau lưng liên tục rồi. Giống như lúc đầu thì bác sĩ cũng có nói là đau lưng nó có nhiều cái giai đoạn lắm. Đau âm ỉ, đau liên tục, và đau lưng lan xuống mông, xuống đùi, xuống chân. Và giai đoạn thứ tư là nặng, là tê chứ hết cảm giác đau rồi. Thì anh nó là đau liên tục rồi, và ở vùng cột sống thắt lưng là ở giai đoạn 2. Thì anh cần phải đi khám sớm đi, để chứ còn bây giờ nằm mình cũng đau, nằm mà phải kê cái gì đó mình mới nằm được thì đâu được. Cột sống thắt lưng á, anh mà kê riết kê mà đúng tư thế thì không sao, mà kê như vậy thì nó làm cho biến đổi cột sống rồi. Cái cột sống thắt lưng của chúng ta nó theo một cái đường cong của cái cột sống, nhưng mà bây giờ mình kê đâu có đúng của nó đâu, thì nó làm cho cái dễ bị trượt đốt sống, nó cái bệnh lý nó càng nặng hơn nữa, làm cho cái bệnh của mình càng ngày càng nặng.
Cho nên là trường hợp của anh là anh phải đi khám sớm để cho bác sĩ sẽ cho mình chụp một cái X-quang hoặc là một cái cộng hưởng từ MRI để biết rõ được cái bệnh của mình là cái gì, do cái thoái hóa cột sống lưng hay là gai cột sống thắt lưng hay do cái thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng mà gây ra. Thì mình đã biết được cái bệnh rồi thì mình sẽ điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu. Thì anh cũng còn trẻ, mổ xẻ phẫu thuật á, thì nó hơi phức tạp, tại vì đối với những trường hợp quá nặng thì mình mới phẫu thuật. Chứ còn trường hợp của anh thì anh giờ hiện tại anh cũng không đi đứng được nữa, ngồi nằm á, thì lại đau, mà nằm thì phải kê chêm lót, mà đi đứng thì nó lại khó khăn. Cho nên là tuổi trẻ mà càng càng mà ít đi như vậy, ít vận động thì nó sẽ dẫn tới cái vấn đề teo cơ nhanh lắm. Mà teo cơ á, thì nó dẫn tới vấn đề yếu, nó đã teo cơ rồi thì nó sẽ yếu chân, yếu dữ lắm, đi đứng rồi nó khó khăn dữ lắm. Rồi nó sẽ lâu, để lâu dần thì nó sẽ yếu, nó dẫn tới liệt thôi. Cho nên là anh cần phải đi khám sớm đi, để mình không có để lại tàn tật. Chứ còn á hả, tuy là có một số người người ta nói ồ bệnh đau lưng có gì đâu, đau lưng rồi để từ từ, nhiều lúc có nó có lúc nó sẽ tự tự nó qua, hay là bệnh này sẽ mang suốt đời rồi. À, cho nên khỏi trị không có. Đau lưng là bây giờ thì nó phương pháp của nó cũng hiện đại rồi. À, đặc biệt là phương pháp về cái vật lý trị liệu á, là máy móc nó nhập về Việt Nam cũng rất là nhiều rồi, cũng đa dạng máy móc nữa, cho nên là điều trị hiệu quả mà mình thấy ngay nữa. À, cho nên là anh cần phải đi khám sớm, điều trị sớm. Nếu có dịp nào đó mà anh đi vào thành phố Hồ Chí Minh đó, thì cầm nếu mà đã từng khám đâu rồi thì cầm hết hồ sơ theo, còn chưa khám á thì lên bác sĩ sẽ khám cho mình và cho cái phác đồ cho mình đi đi đi, đi chụp một cái X-quang hoặc MRI, sau đó mình cho cái phác đồ điều trị vật lý trị liệu. Để mà mình vừa cái vật lý trị liệu nó đem lại cái sự an toàn, nó không phải đụng tới dao kéo, mà nó lại chi phí nó cũng không cao nữa. Mà cái bệnh của mình nó nhanh hết, anh cứ điều trị đi. Bây giờ mình đi đứng khó khăn như vậy, nhưng mà điều trị cho 1 tuần mình thấy mình đi đứng cải thiện rất là nhanh. Dạ vâng, xin cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ Ngọc dành cho vị khán giả. Và bây giờ thì Thúy Liễu xin được giao lưu với một vị khán giả nữa ạ. Tôi tên Nguyễn Nhân Tâm ở Long Xuyên, An Giang. Tôi bị là bệnh cột sống, có đi khô đốt sống 5 đốt. Tôi có đi chụp X-quang ở bệnh chấn thương chỉnh hình ở thành phố. Tôi nghe đài như vậy, tôi xin hỏi bây giờ là nó liệt của tôi 2 cái chân, nó khô đốt sống rồi, nó teo cơ chân. Tôi xin hỏi bác sĩ trả lời dùm là bệnh này điều trị làm sao, có thể lên bệnh viện Ngọc Đức trị được không, để trị làm sao để cho tôi biết, để giấy bệnh viện Ngọc Đức đường nào ở thành phố trị làm sao. Tôi xin hỏi gì đó. Xin cảm ơn anh Tâm ở An Giang đã điện thoại về cho chương trình. Và có lẽ là trường hợp của anh đã rất là nặng đúng không ạ? Bị liệt hai chân, bị khô đốt sống và teo cơ luôn. Thì xin mời bác sĩ Thọ tư vấn cho anh. Dạ, chào anh. Về cái vấn đề thì anh chụp phim mà anh thấy bị khô các đốt sống, mà triệu chứng của anh đó, nó lại khác thường là nó bị teo và bị yếu liệt hai chân. Thì cái vấn đề này tôi nghĩ tới cái vấn đề là nó nặng hơn nữa. Là khi mà mình chụp cộng hưởng từ ra, mình sẽ thấy rõ có thể là bị tổn thương cái vùng tủy sống trên đoạn L1, L2. Thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Khi mà bị tổn thương như vậy thì nó sẽ làm cho tình trạng cơ dưới hai chân của mình thì nó sẽ bị teo và thậm chí là bị yếu liệt. Thì cái này là một cái bệnh lý rất là nặng. Thì ở đây á, thì chúng tôi cũng chưa có biết là mình đã chụp cái phim cộng hưởng từ hay chưa, nên mình á, là phải mang cái phim mà mình đã có sẵn rồi thì lên đây chúng tôi sẽ kiểm tra lại cái đánh giá về cái bệnh lý của mình, đánh giá về cái lực cơ của mình, coi cái đang ở cái bậc cơ mấy, để chúng tôi biết để cho cái phương pháp điều trị bằng cách là có thể nếu mà tổn thương ngay vùng cột sống thắt lưng thì mình có vấn đề về chèn ép đĩa đệm, mà chèn ép vô rễ thì chúng tôi sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Nếu mà có vấn đề về tổn thương tủy sống mà mức độ nặng thì lúc đó chúng tôi cũng kiểm tra và đánh giá. Còn những bậc cơ mà lực cơ của mình yếu thì ở đây chúng tôi sẽ cho phương pháp có thể là tập vận động, tái rèn luyện cái sức cơ lại để cho mình có cái lực cơ để mình đi đứng lại cho nó dễ dàng hơn. Thì ở đây chúng tôi có rất nhiều phương pháp để điều trị cho cái bệnh lý này, nên tốt nhất là mình phải đi khám bây giờ luôn. Mình sẽ đi khám bây giờ luôn để mình điều kịp thời điều trị cho nó tốt hơn, chứ để lâu là lúc đó là nó quá nặng rồi, mình cũng can thiệp rất là khó. Thì cái này mình phải đi tới cái trung tâm Ngọc Đức của chúng tôi, thì nó tọa lạc ở chỗ ngay quận 10. Thì nếu mà địa chỉ cụ thể thì nó ở 001 lô H, chung cư Lê Thị Riêng, đường Nguyễn Giảng Thanh, phường 15, quận 10.
Thì anh tốt nhất là anh đi sớm đi ha, để chúng tôi thăm khám. Nói chung là anh cũng đi điều kiện thì nó cũng tương đối gần thôi ha. Thì anh cố gắng sắp xếp cái thời gian để đi sớm, chúng tôi sẽ cho cái phác đồ điều trị cho nó hợp lý. Cảm ơn anh. Cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ Thọ đối với chị khán giả ở An Giang. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục giao lưu cùng với chị khán giả ở Cà Mau. Em ở Cà Mau tên là Lê Thị Bạch Tuyết. Em muốn xin hỏi bác sĩ để được tư vấn á. Cuộc sống thì của em thì nó lệch qua một bên, đè lên dưới đệm xẹp hết, nhưng vẫn đi lấy thuốc uống hoài vậy đó, thì nó vẫn cứ đau và buốt xuống một cái chân tê và ưa bị chuột rút cái dợp đẻ. Mà muốn xin bác sĩ tư vấn để biết được sức khỏe của mình như vậy thì có phải đi mổ hay là phải đi trị không? Cảm ơn chị Bạch Tuyết ở Cà Mau. Với căn bệnh của chị thì cũng khá là nặng đúng không ạ? Xin mời bác sĩ Ngọc. Trường hợp của chị là bị lệch cột sống mà nó đè vào cái đĩa đệm, đó là theo cái bệnh lý chị nói, nhưng mà thực sự đó là theo tôi nghĩ là do trượt của đốt sống. Thế vì đốt sống nó thẳng như thế này, giờ nó bị lệch như thế này, nó bị trượt đi, thì đĩa đệm giữa các đốt sống giống như tôi nói là xếp đốt sống nó xếp chồng lên nhau, cái đốt sống đĩa đệm tạo thành cột sống, mà cái cột sống của chị nó bị lệch rồi, mà giữa hai cái đốt sống như thế này là đĩa đệm nó nằm chính giữa, nó bị lệch thì đĩa đệm nó sẽ chèn ép theo. Nó chèn ép theo, nó sẽ ảnh hưởng xuống cái mông, cái đùi, xuống cái chân. Cái biểu hiện đau của mỗi người nó mỗi khác. Khi mà chúng ta đã bị chèn ép, người ta hay còn gọi là thần kinh tọa đó, từ trên lưng mà xuống mông, xuống đùi, xuống chân, người ta gọi là thần kinh tọa. Thì nó là do thoái hóa, do gai, do thoát vị đĩa đệm. Trường hợp của chị là do vừa bị đốt sống mà vừa bị đĩa đệm nữa, do bị trượt đốt sống mà đã bị lệch cái đĩa đệm. Nó biểu hiện là đau. Có nhiều người nghe là đau mà đau dữ dội lắm, đau là đau không đi đứng được. Đó là trường hợp đau cấp, mấy cái đau đó rất là dễ trị, hoặc là đau từ lưng xuống chân dễ trị không sao hết. Có một số người là người ta mất đi cái cảm giác đau rồi, người ta không còn thấy đau nữa, người ta nói là hôm nay tôi khỏe rồi, tôi không có đau nữa, bây giờ tôi tê thôi, tôi không có còn cảm giác gì, tôi tê lắm, đi đứng đi xa không có được. Có nhiều người hả, người ta bị đau lưng nhưng mà người ta sẽ đi có một đoạn thôi, đi một đoạn là bắt đầu tê cứng rồi, người ta phải ngồi, người ta nghỉ, người ta mới đi tiếp. Hoặc là có một số người có biểu hiện của họ là nóng rát dữ lắm, có nhiều người nóng rát bàn chân, có nhiều người nóng rát lưng, nóng mà giống như phỏng lửa hoặc như xác ớt vậy đó. Rồi có nhiều người như biểu hiện của chị là chuột rút là thỉnh thoảng cứ có những cái cử động hoặc những tư thế thì nó làm cho mình chuột rút, mà đặc biệt là khi ngủ mà gần sáng, hoặc là làm việc quá mức về nó cũng sẽ gây cái tình trạng chuột rút. Thì trường hợp của chị là mình nên điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu thôi, chứ còn có nhiều người người ta họ không nghe tới vật lý trị liệu, người ta họ mơ hồ lắm, người ta không biết. Người ta nói là tôi đi điều trị nhiều nơi lắm rồi, ai chỉ đâu tôi đi đó, nhưng mà vật lý trị liệu thì tôi chưa có đi, tại vì tôi cũng không nghe nói tới, mà khi truyền thông như thế này là người ta mới biết tới vật lý trị liệu. Thì vật lý trị liệu nó là cái phương pháp hoàn toàn về tây y thôi, nó là có những cái máy móc nó tác động vào cái điểm trượt của chị á, chẳng hạn như là bây giờ mình đang trượt cái đốt sống thì chị không nói rõ là chị trượt đốt sống L mấy, rồi đĩa đệm đó nó thoát vị của đốt sống nào, cái đĩa đệm nào, chị cũng chưa có nói rõ gì cái bệnh. Khi mà bác sĩ sẽ thăm khám xem là mình, từ vì chị đã đi khám rồi có phim rồi, mình mới biết được là mình bị cái trượt đốt sống, thì chị cầm theo, bữa nào đó có dịp là nói chị cầm theo lên phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ xem là cái phim của mình coi là bị trượt đốt nào, thì sẽ dùng máy móc vật lý trị liệu tác động vào. Chứ còn chị mà đi không biết, chị cứ đi đắp lá cây, chị đi nhiều nơi thì mỗi ngày nó sẽ cái bệnh nó diễn tiến nặng hơn, chứ nó không thể nào nó nhẹ hơn đâu. Và lúc đó điều trị nó sẽ khó khăn hơn, và nó tốn chi phí dữ lắm, tốn thời gian dữ lắm. Cho nên là đi càng sớm là càng tốt, để mà có cái hướng điều trị. Tại vì mình là lao động nữa, mình là người lao động, cho nên là ráng điều trị để mà mình về mình hòa nhập lại với cuộc sống, mình lao động lại bình thường. Mà tốt nhất là điều trị vật lý trị liệu để cho nó đúng nơi đúng chỗ, mà đi điều trị được tận gốc. Có nhiều người điều trị tàn lan nhiều lắm, cái đó là phần ngọn thôi, mà phần gốc không được điều trị. Cho nên là vật lý trị liệu mình điều trị được phần gốc phần ngọn luôn. Dạ, thế Lệ thấy là có nhiều người ta sử dụng cái như là đắp lá cây hay là lăn nhào hay là đốt nóng lưng gì đó. Thì có vẻ là đó là những cái phương pháp mà tác dụng từ bên ngoài, tác động vào bên trong đúng không ạ? Nhưng mà căn bệnh của chúng ta thì lại đi từ bên trong ra đúng không? Và rõ ràng là đau lưng là một chứng bệnh mà Thế Lệ thấy rất là nhiều người bị và quan tâm rất là nhiều. Như chúng ta thấy chương trình từ nãy giờ thì khán giả gọi đến ở khắp mọi nơi luôn, từ Tây Ninh, Cà Mau, Kiên Giang, Đồng Nai đều rất là nhiều. Và tiếp theo chương trình thì tôi sẽ được giao lưu cùng với bác sĩ Thọ. Thưa bác sĩ Thọ, trường hợp mà khi mà
người ta đang ở nhà mà bị đau dữ dội lên cơn đau vậy á, thì có cái cách nào để xử trí bớt đau rồi chúng ta mới đi đến cơ sở y tế được không ạ? Về cái vấn đề mà xử trí mà khi mà bị đau á, thì thường là mọi người nằm nghỉ ngơi. Khi mà đau thì nghỉ ngơi thì nó sẽ cũng giảm cơn đau. Thì tại sao nó lại bị giảm, nó lại giảm cái đau như vậy? Thì do cái tình trạng quân bình là lực cơ, mất quân bình lực cơ, khi cơ nó bị, khi mà ngồi lâu quá, cơ nó thắt lưng, cái vùng lưng nó sẽ bị co thắt nhiều, nó sẽ bị cứng. Khi mà nằm thư giãn thì nó sẽ bị, nó sẽ đỡ đau cho mình. Đó là một cái nguyên nhân để mà đỡ đau. Cái thứ hai thì có thể mình sử dụng theo các phương pháp nhiệt. Có thể mình sẽ chườm bằng cái túi nhiệt mà mình mua ở dụng cụ y khoa, có thể là chườm lạnh hoặc là chườm nóng. Chứ có lẽ là cái túi chườm thôi, chườm vậy thôi, chứ đừng có đi mà đi đắp lá cây như mình nói ha. Đừng có, nó cũng là nhiệt. Thật sự là đắp lá, đắp cây gì đó thì nó cũng trong đó là thuốc mà không biết thuốc gì. Nhiều lúc mình cũng không biết hoạt chất trong đó. Nhưng mà nó sẽ sử dụng cái nhiệt là chính để cho nó làm cho cái tình trạng của cái vùng cột sống lưng nó sẽ được đỡ đau. Nhưng mà nếu mà mình làm dùng cái đó thì nó sẽ bị có thể là bị phỏng. Phỏng là mức độ nặng, điều trị chưa hết bệnh mà nó sẽ chuyển qua một cái giai đoạn khác là phỏng, điều trị phỏng nữa, rất là nguy hiểm. Thì ở đây mình có thể mua, có thể là lấy đá lạnh trong tủ lạnh cũng được. Mình sẽ chườm nhẹ, bọc một cái khăn, mình sẽ chườm xung quanh cái vùng thắt lưng đó, thì nó sẽ làm dịu cái cơn đau, nó gia tăng cái tuần hoàn, nó cũng làm dịu cơn đau. Đó là cách để làm cho cái giảm cơn đau tại nhà. Cái thứ ba là có thể mình cố gắng khi mình sinh hoạt hay mình làm công việc gì đó, đặc biệt là những người ngồi văn phòng, thì khi mà ngồi mà quá lâu thì có thể nó sẽ dẫn tới vấn đề mỏi và đau lưng. Thì lúc đó mình cần phải đứng dậy để mình thư giãn, đi uống nước, thì nó sẽ làm cho cái đè ép lên cuộc sống nó sẽ đỡ hơn. Thì ngoài ra thì mình cần phải khắc phục những cái tư thế, những cái lao động, công việc nặng, thì nó sẽ giảm đi cái vấn đề đau lưng rất là nhiều. Tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Dù chúng ta làm cách nào đi nữa thì cũng chỉ là để sơ cứu tạm thời thôi. Khi mà qua cơn đau thì Thúy Liễu nghĩ rằng chúng ta cũng nên đi đến cơ sở y tế để điều trị, tìm ra tận gốc để mới có thể điều trị dứt hẳn được chứng bệnh đau lưng, đúng không ạ? Và bây giờ thì Thúy Liễu xin được giao lưu với một vị khán giả tiếp theo nữa. Nguyễn Văn Phước ở Bình Dương á, tai biến mà sao mà đi đó, nó giật tiếp cái mỗi lần giật nó thì bột mép nó sưng trắng tay chân co gút, cái chuyển xuống chăm ở bệnh viện thần kinh Biên Hòa. Em gây nó nói là bị chấn thương bên não, nó nặng thần kinh bên não, bên nặng hơi nặng á, bên phải á. Mà sao giờ cứ uống thuốc, vừa uống như bệnh viện 115 là thuốc máu đông cho lỏng máu á, với thuốc tim, với thuốc chống đột quỵ nữa, mà sao uống 3 năm nay mà kỳ quá, sao đi lâu lâu cái nó làm như mình có uống thuốc áp luôn, ăn hơi mặn chút xíu, không mặn nhiều hơi ít à, mà nó quay lên kiểu như muốn té muốn đột quỵ á, mà lâu lâu có mạnh cái lâu lâu cũng đi là nó yếu rồi. Giờ có cách nào không? Cái giờ mình tập mỗi ngày, mình đi tập ở nhà, những cái liệu nhà mình có chiếc xe đạp, mình đạp tại chỗ với mình kéo tay kéo chân á, mà nó say sẩm quá, sao kỳ quá, không biết giờ có cách nào để chạy không. Dạ, xin cảm ơn anh Nguyễn Nhân Phước ở Bình Dương với phần câu hỏi này. Xin mời Sĩ Ngọc. Trường hợp của anh là một cái bệnh lý khác, hoàn toàn không có liên quan tới bệnh lý đau lưng. Là trường hợp của anh là do tổn thương từ bên não bên phải, là nhồi máu não hay xuất huyết não, đó là do chụp MRI mình sẽ thấy rõ, anh không có nói rõ. Thì nó sẽ ảnh hưởng bên phải, thì nó sẽ làm cho yếu nửa người bên trái, là cả tay trái và chân trái. Trường hợp của mình lâu lâu thỉnh thoảng nó sẽ lên cái cơn giống như cơn đột quỵ, đó là não nó đã tổn thương rồi. Cái não chúng ta bình thường giờ nó có một cái đốm rồi, nó đã tổn thương rồi, thì lâu lâu thỉnh thoảng mình sẽ có cái cảm giác đó. Trường hợp của anh là anh phải uống thuốc suốt cuộc đời luôn, cái thuốc chống đông máu, những cái thuốc mà anh mới vừa nói là anh phải uống suốt. Anh mà uống thuốc huyết áp nữa, mà anh mà có quên đi chăng nữa thì nó có thể là cái tai biến tiếp lần thứ hai. Mà tai biến lần thứ hai thì nó sẽ khó trị lắm, nó sẽ nặng nề hơn, nặng hơn so với cái lần một. Và trường hợp của anh đó là anh phải điều trị bằng vật lý trị liệu để cho mà nó, mình sẽ không cái ngăn ngừa cái co rút nè, co rút tay, co rút chân nè, ngăn ngừa cái teo cơ, ngăn ngừa cái cứng khớp, để cho mà điều trị hết hẳn, đi đứng được giống như người bình thường thì hầu như là rất là khó, không có được. Đó là một tai biến tổn thương não trung ương rồi, chứ không liên quan tới cái giống như cái lưng mà nó là thần kinh ngoại biên thôi, thì nó mình dễ trị.
đó. À, cho nên là cái bệnh là bệnh lâu dài, và lâu dài dài cho nên anh cần phải ở địa phương của anh cần phải tìm vật lý trị liệu để mà tập vận động. Ừ, chứ không có liên quan tới cái bệnh lý về đau lưng này, đó là một bệnh lý khác. À, chúc anh mau mau khỏe bệnh. Dân cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Ngọc đối với chị khán giả ở Bình Dương. Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức chuyên tư vấn thăm khám và điều trị các bệnh lý về thoát vị đĩa đệm, gai, thoái hóa cột sống lưng, cột sống cổ, đau thần kinh tọa, viêm các khớp không cần phẫu thuật. Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức có đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm trong việc thăm khám và điều trị với trang thiết bị chuyên khoa hiện đại nhập từ châu Âu. Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức, số 001 lô H chung cư Lê Thị Riêng, đường Nguyễn Giảng Thanh, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0282236998, 0906700345. Tận tâm y đức, luôn tận tình trong tư vấn thăm khám và điều trị, đem lại sức khỏe tinh thần và cuộc sống hạnh phúc cho quý bệnh nhân. Đó là phương châm hoạt động của phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức. Dân thưa quý vị, chương trình truyền hình trực tiếp Sức khỏe và cuộc sống với chủ đề là điều trị tận gốc bệnh đau lưng không phẫu thuật đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn bác sĩ Ngọc và bác sĩ Thọ đã dành thời gian tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi cũng như đã điện thoại qua màn ảnh nhỏ. Và trân trọng cảm ơn phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này.